Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Bây giờ hôm nay Thiên Vũ sẽ làm một video clip chia sẻ mọi người cách cắt hú trên âm ly và cũng như là cách cắt hú ở trên các dòng van số ở thị trường Việt Nam hiện nay. Thì mong là video clip này sẽ hữu ích và sẽ giúp cho rất là nhiều bạn cũng như gia đình cũng như các bạn kỹ thuật nào chưa biết chúng ta phải tham khảo. Còn bạn nào có cách nào ok hơn có thể làm video clip chia sẻ cùng mọi người, để lại link bên dưới hoặc là để lại cái đánh giá của mình cho mọi người cùng tham khảo với nhau. Còn hôm nay Thiên Vũ sẽ chỉ một các bạn một cách, đó là cách cắt hú bằng phần mềm RTA dựa trên thiết bị, ví dụ như là smartphone của các bạn, trên iPad hay là trên những thiết bị điện tử khác, hoặc là cắt ở trên cái ray cái RTA ở trên cái van số, mà van số Trung Quốc thì thường thường ít lắm. Còn nói chung là không phải là van số nào cũng có, nhưng có một số dòng van số lại có. Thì thường những cái RTA này nó sẽ nằm ở trên thiết bị chuyên nghiệp, ví dụ như là dòng mixer digital, những dòng van digital mixer, như hoặc là những cái dòng mà van cơ á, bình thường á nó có hỗ trợ thì chúng ta phải cắt được. Còn khi mà không có thì chúng ta sẽ sử dụng qua các thiết bị như điện thoại và máy tính bảng. Thì đây là các bạn tải thêm một phần mềm, nó có rất là nhiều phần mềm nha mọi người. Rồi ok, mời bạn quay lên đây. Thì ở đây thì Thiên Vũ sẽ dùng một phần mềm, nó có rất là nhiều phần mềm RTA, thì chúng ta lựa phần mềm nào mà đánh cái âm cái phân tích của nó rất là chuẩn. Đây là cái RTA. Khi mà Thiên Vũ click vào, sắp hết pin rồi, tranh thủ quay. Hey. Các bạn thấy không? Cái RTA này là sao? Cái RTA này nó sẽ diễn giải và đáp ứng cho các tần số âm thanh mà thiết bị này đang thu vào được. Để chúng ta nghe chuẩn hơn thì chúng ta cần thêm một thiết bị đầu mic nữa để chúng ta có thể gắn vào để cho nó thu âm được tốt hơn. Ví dụ những cái đầu mic của thu âm đó thì cái độ hút nó rất là nhạy bén. Chúng ta sẽ nghe được giải tần và nó sẽ thông báo ở đây. 1 2 6 6. Các bạn thấy không? Khi mà mình nói những tiếng mỏng á, thì nó sẽ ra cái dãy này lên rất là cao. Nó đại diện cho từ tần số 32 cho đến 16 kg. 16 kg tức là 16.000 đó mọi người. Tức là 16.000 hertz á. Đó, thì nó sẽ diễn giải ra. Để mình xoay thiết bị phải không? Đây, nó dài hơn này. Hey. Rồi, ok. Đây là một phần mềm để đáp ứng, để chúng ta biết được cái dB của cái lời nói chúng ta sẽ cắt hú như thế nào. Và nó cái giọng micro, chúng ta sẽ dựa vào micro. Và chúng ta bây giờ bắt đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mixer karaoke. Thiên Vũ sẽ để tạm đây, mọi người cùng tham khảo ha. Rồi, Thiên Vũ sẽ vào cái rồi Thiên Vũ sẽ dùng cái KX180 để làm demo cho mọi người. Để zoom, bạn ngồi thẳng đi. Rồi, bạn ngồi thẳng lại, quay thẳng lại. Sao nó nghiêng một bên vậy? Rồi, ok. Rồi, bây giờ là thẳng ha. Rồi mọi người cùng nhìn theo, đây là giao diện của KX180. Thì Thiên Vũ sẽ dùng cái này để hướng dẫn mọi người. Mọi người cứ có thể áp dụng với được tất cả các dòng van số khác. Rồi, thì bây giờ đầu tiên Thiên Vũ sẽ dùng cái mic 1, mic 2 và mình đang setup. Rồi, Thiên Vũ thử dùng mic alo nha mọi người. Alo. Hey. Rồi, bạn để xa ra. Cái iPad nó sẽ nhảy tín hiệu. Rồi, alo, quan. Hey. 6. Đó, các bạn thấy không? Khi mà Thiên Vũ đưa một cái tiếng nào mỏng thì cái những cái dãy ký, tức là khi tiếng càng mỏng, tức là dãy tần càng cao, thì cái số ký nó sẽ nằm ở vị trí rất là cao. Thì khi mà chúng ta ca, thường thường là cái ký mà nó dễ gây hú nhất đó chính là từ 1 ký 6 cho đến 16 ký, thì là ở phạm vi là những dãy cao là thường thường hú. Còn tiếng micro mà chúng ta đang hát mà cảm giác nghe nó bị ù á, thì là nó sẽ nằm ở cái dải là từ 400 trở lại, là khi mà chúng ta hát mà nó dội âm với nhau á, tức là dội âm là như thế nào, tức là khi mà các bạn alo và cái tiếng nó vẫn không ngừng á, mà nó lại đi dội cái tiếng của cái loa phát ra, nó chạy ngược lại vô cái đầu thu micro như thế này, thì nó sẽ bị xoay vòng và nó sẽ tạo cái tiếng rít. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cái những cái thứ tiếng đó, cái nào mà nó đi xa quá, cái dB nó đi xa quá thì chúng ta sẽ giải quyết cái chỗ đó. Rồi, bây giờ Thiên Vũ sẽ cố tình làm cho nó hú nha. Rồi. Rồi, đây là tiếng mic. Yeah, nó đã hú rồi đó. Đó, đã hú rồi đó. Nhưng mà các bạn đừng làm dụng quá nha. Cái này ở đây là chỉ làm tiếng mic thôi, nhưng mà khi có tiếng nhạc nó sẽ còn dễ hú hơn nữa.
Nào mọi người, rồi quay xa ra. Rồi bắt đầu các bạn nghe nó hú nè. Hê. Đó, các bạn thấy nó hú không? Các bạn thấy nó hú không? Đó. Các bạn thấy nó hú như vậy là các bạn biết nó đang hú ở dải nào đúng không? Đó, đó là tiếng hú. Đó. Ok. Đặt xuống đi. Rồi, cái dải hú của nó là hồi nãy nó vừa lúc nãy là nó bị ngay chỗ cái chỗ mà 4kg đến 5kg nè, đúng không các bạn? Đây. Nó còn lưu lại cái tần số mà nó đang bị hú chỗ này. Rồi, thì khi mà các bạn biết là cái dải tần mà nó đã hú ở dải tần nào ở trên số ký trên đây á, thì chúng ta sẽ áp dụng qua van số nó cũng vậy. Các bạn sẽ tự động mà chia ra. Thì mixer van số nào nó cũng vậy, nó ở đây là từ 20kg đại diện cho đến tới 20kg đến 20.000kg. Đó, các bạn thấy không? Rồi quay cận cảnh nè. Rồi mình sẽ quay cận cảnh. Đó các bạn, để mình zoom lại cho mọi người thấy rõ. Đó, từ 20kg đến 20.000kg. Thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ mình biết là ở đây nó những dòng van số phổ thông nó không đưa ra chi tiết giống như những dòng chuyên nghiệp. Thì chúng ta sẽ tự đánh giá thì nó đang bị ở đây là 10kg, ở đây là 1kg. Thì cái giữa mà cái 5kg hiện nó nằm ở trong phạm trụ này. Đó, mình phỏng đoán phạm trụ này thì mình sẽ giảm này xuống. Chúng ta sẽ cắt xuống. Nhưng mà các bạn đừng lạm dụng cái phần mềm này quá, hoặc là chúng ta cắt quá đâm ra bị méo tiếng. Chúng ta phải thử test cái âm thanh của chúng ta làm sao vừa cắt được hú tốt nhưng mà không bị méo tiếng hoặc là không bị rớt tiếng của micro của mình. Rồi mình sẽ alo lại coi còn hú nó không. Alo. Hê 6 7 2. Đó. Hê. Còn hú thế nào? Rồi, bạn quay qua kia coi nó hú thế nào. Hê. Rồi, coi nó hú chỗ nào nha. Đó, nó hú một ký đây, nó hú đây. Đúng không các bạn, nó hú ở đây là 1kg nữa nè. Là 1kg, đây 1kg nè, rồi. Ở trên đây 1kg nè, các bạn nhìn phần mềm. Đây 1kg, nó vừa mới hú trên đây đúng không, các bạn có thể vuốt xuống. Chúng ta nhớ tăng giảm là ở đây mình chỉ là mô phỏng để cho các bạn hiểu cái quy trình để cắt hú thôi. Chứ mình không, vì cắt hú chúng ta phải vừa alo liên tục và chúng ta sẽ cắt liên tục. Mà các bạn lưu ý, cắt hú làm sao đừng không được để cho cái nó bị méo tiếng, không có làm cho đi mất đi cái chất giọng thật của micro mình, nhưng mà vẫn đảm bảo được là nó sẽ không bị hú ở trong những cái không gian, thứ nhất là phòng càng vang. Và một cái mẹo mà các bạn cắt hú tốt nữa đó chính là khi mà các phòng nào karaoke nào các bạn bước vô, ta gọi là bị hum á. Nói chung là nhiều vùng miền có cách gọi khác nhau bị hum, còn mình gọi là delay hay là bị vang á. Hoặc các bạn vô toilet những khoảng không gian trống mà nó bị vang thì chúng ta vỗ tay các bạn nghe nó độ vang lại. Đó là bị vang thì chúng ta hãy, nó cũng sẽ gây hú, thì chúng ta hãy tận dụng cái độ vang đó làm cái reverb cho cái micro mình, và chúng ta chỉ sử dụng echo thôi và giảm vệt lại xuống. Mọi người hiểu ý Thiên Vũ nó không? Đó, thì ở đây effect thì dụ như vệt là cái nào thì các bạn chỉ cần giảm vệt nó xuống thôi. Đó, các bạn chỉ cần giảm vệt nó xuống. Đây là cái vệt nè. Ví dụ như phòng nó bị vang quá mình sẽ giảm vệt xuống, mình tận dụng cái độ vang đó là làm cái vệt cho micro mình. Còn phòng nào mà nó tiêu âm, nó triệt tiêu âm tốt á thì chúng ta có tăng vệt lên để cho nó hay vừa ý chúng ta thôi. Ok, vậy thôi. Rồi. Một cách chia sẻ cho mọi người cách để mọi người có thể hiểu cách cắt hú, nó cũng đơn giản, nó cũng không khó, nhưng mà mọi người đừng làm dụng quá vì nó có rất là nhiều cách cắt. Chúng ta đây là Thiên Vũ chỉ chia sẻ mọi người một cái để mọi người có thể cắt hú vừa giữ được một chất âm tốt và biết nó hú chỗ nào. Và biết nằm ở đâu, chúng ta phải biết là nó hú chỗ nào để chúng ta xử lý đúng ngay chỗ đó, chứ không phải là chúng ta cứ vặn tới vặn lui mà cắt sai hoàn toàn hết, ảnh hưởng đến micro. Nên đây là một cái phần mềm cũng rất là hữu ích cho các bạn làm âm thanh cũng như các bạn kỹ thuật, cũng như những khách hàng đang muốn tìm hiểu, muốn tự cân chỉnh cái mixer van số của mình ở nhà. Nếu thấy video clip này hữu ích, nhớ đừng quên like và subscribe channel của, bấm nút đăng ký để xem những video lần sau chia sẻ của Thiên Vũ mang lại đến cho mọi người. Nếu hay thì hãy like ủng hộ Thiên Vũ để có động lực làm video lần sau. Xin chào các bạn.